Các bạn nha, tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn các bạn claim 1 triệu token có cái hiệu là Fuku. Thì dự án này nó có trong chương trình Airdrop là cho các bạn claim 1 triệu token Fuku nữa bạn. Thì nó cũng đang bán yield. Bán yield giá Sapphire là các bạn có thể mua 0.01 BNB là khoảng 20 triệu ngàn token có cái hiệu là Fuku này. Và minmax là 5 BNB nha các bạn. Thì chương trình Airdrop này nó sẽ kết thúc vào ngày 26 ngày nữa các bạn. Hiện tại dự án này nó có Google Map nè các bạn. Để mình coi listing này nọ đồ tiếp tục cho các bạn các bạn. Đây là dự án farm quá. Thì trên Google Map của nó là bạn quý 1 năm 2021 là lập kế hoạch dự án nè, thử nghiệm hợp đồng thông minh nè. Nhóm dự án đây là do một nhóm thành lập nha các bạn. Quý 2 là thiết lập chương trình Airdrop nè, bắt đầu quán trước nè, ra mắt trên Pancake Swap, hợp tác với YouTuber, cuộc thi TikTok nè. Đây là dự án khá ngon các bạn. Quý 3 là hợp tác nông nghiệp, hồ sơ đặt cọc, cầu xuyên xích. Quý 4 là thị trường của NFT và tạo nên một thị trường NFT của riêng bạn, giao thức Fuku 2.0. Thì đem qua bên tiện ích nữa các bạn. Ok, để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình, các bạn copy cái link dự án các bạn. Thì những bạn nào copy không được thì các bạn chia sẻ cái video mình dán vào sao chép liên kết, dán vào trình duyệt rồi cho các bạn copy các bạn. Rồi tiếp tục các bạn mở địa chỉ với chút của đất mình ra nè. Thì để yêu cầu con này thì các bạn cần phải có tối thiểu là 0.00005 BNB nha các bạn. Có khoảng 1-2 đô gì đó các bạn. Thì các bạn dán vào trình duyệt đáp nè. Các bạn dán cái đường link của mình vào đó các bạn. Rồi các bạn bấm nút gỡ nè các bạn. Sau khi bạn nút gửi xong thì các bạn lưu ý các bạn chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn lướt xuống các bạn bấm vào claim click to claim Airdrop nha các bạn. Thì phía mạng mình phải tốn là 0.0005 BNB khoảng 0.3 đô USDT các bạn. Phía mạng trên claim trên nền tảng BNB Smart Chain rất là rẻ luôn các bạn. Bạn bấm chấp thuận các bạn. Sau khi các bạn claim xong thì các bạn copy con sắt tiếp theo với phần link mô tả với video của mình nha bạn. Các bạn dán vào để nó hiện tốc cần trên di chocolate của tất cả các bạn nha các bạn. Và các bạn chờ, sorry các bạn chờ tìm kiếm chút xíu nữa các bạn. Các bạn dán vào nữa các bạn. Vì mình khá là bận. Rồi tất cả các bạn mở ra nha các bạn. Máy mình hết pin nữa tao. Sorry. Rồi nha các bạn mở ra thì các bạn bắt đắp lên các bạn. Còn tổng cung của nó thì mình sẽ check sau, mình không cập nhật video này các bạn. Mình sẽ coi nó có list sàn Pancake Swap chưa các bạn. Rồi sao mà hết pin nó đứng máy luôn ta. Rồi nha bạn, các bạn sẽ nhận được 1 triệu token có hiệu là Fuku nữa các bạn. Rồi các bạn mở. Rồi nha các bạn vào sàn Pancake Swap, các bạn bắt con sắt Fuku vào, các bạn chọn mát thì nó cho mình swap trên Binance. Ok, nó đã cho swap trên sàn Pancake Swap nha bạn. Các bạn giao dịch lấy liên ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm thật là nhiều token các bạn. Để lấy liên ghép được thì các bạn cần phải vào dự án là tiếp tục nha các bạn. Tất cả các bạn việc bấm vào get link nha tất cả các bạn. Rồi các bạn copy cái link ghép này em chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Đây thì cơ mình có không mấy. Hoặc là các bạn dán cái địa chỉ BNB Smart Chain của tất cả các bạn vào đây nha các bạn. Bet20 của địa chỉ của tất cả các bạn, bấm get link lên ghép các bạn. Ok, vậy mà đã hướng dẫn các bạn claim 1 triệu token Fuku đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đang đồng hành và theo dõi video của mình. Và mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.